Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok. Thì anh em ơi, thì những bạn nào đã đọc tiêu đề đó thì chắc chắn mấy bạn cũng biết được rằng là hôm nay chúng ta sẽ làm video về cái gì rồi đúng không? Đó, thì các bạn thấy là tiêu đề để là hôm nay mình sẽ chơi game đại chiến đào đá cùng với lại chị gái của mình. Mà chị gái của mình chính là ai? Đố mấy bạn, chị gái của mình là ai? Thôi khỏi nói luôn đi, bả đứng kế bên mình luôn nè, thấy không? À, xin giới thiệu các bạn, đây chính là chị Ca Mui Đù. À, đây xin giới thiệu các bạn, đây chính là Ca Mui Nước, hoa hậu chân dài thế giới. À, chào mọi người đi chị. Ok ok, hello em, nhưng mà chả hiểu núp kiểu gì mà chơi cứ thắng Phong hoài ta, kỳ lạ ta. Alo. Mấy cái lần trước em chơi đại chiến đào đá chung với chị á, em thua là bởi vì là em nhường chị thôi. Lần này em thắng cho mà coi nè. Rồi ok mấy bạn ơi. Hôm nay mình với chị Ca Mui sẽ cùng nhau thi đào đá. Người ta gọi cái này là đào viên ngọc đúng không ta? Hình như cái viên ở bên dưới chân mình người ta là gọi là ngọc xanh, hay còn gọi trong Minecraft ta gọi là ngọc Luli đó. Mình sẽ gọi nó là ngọc Luli nha, nghe nghe cho nó hay nha. Đó, còn không thì bây giờ mình sẽ gọi tên nó là ngọc đại dương đi, nghe cho nó ghê hơn nữa đó. Hôm nay mình cùng với chị Ca Mui sẽ cùng nhau thi đấu đào ngọc đại dương nha anh em, để xem coi người nào sẽ là người giành chiến thắng nha. Ok, và chúng ta không nói nhiều nữa rồi, chúng ta bắt đầu vào video thôi. Let's go. Ok bạn ơi, mình bắt đầu nha, bắt đầu nha. Chị Ca Mui sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, let's go, let's go. Ủa, rồi. Trời ơi, chúng ta đang ở trong một cái map to đùng luôn chị Ca Mui ơi. Đây mấy bạn nhìn nè, trước okay, mặt chúng ta là một cái bức tường ngọc Luli, không, ngọc đại dương đi, kia là ngọc đại dương, nghe cho nó ghê. Một bức tường ngọc đại dương siêu to khổng lồ. Và nhiệm vụ chúng ta vẫn như những lần trước các bạn ơi, đó chính là farm thật nhiều những viên ngọc đại dương này, sau đó là chế tạo vũ khí và chiến đấu với nhau nha anh em. Đó, đơn giản vậy thôi, mình không nên nói nhiều, hiểu không? Nói nhiều quá rồi mấy bạn lại bảo mình là cứ giải thích đi, giải thích lại hoài, đúng không? Bây giờ mình sẽ đào dài, nói dài, nói dài. Ơi chị Ca Mui này. Chị đợi đi, mấy lần trước chị thắng em, còn lần này là em thắng chị cho mà coi. Chị có biết không, em đã tập luyện cái trò này rất là nhiều rồi, em thi đấu chung với Sammy rất là nhiều luôn, cho nên là em thắng Sammy hoài. Cho nên em chắc chắn lần này em sẽ thắng chị cho mà coi. Rồi để mình xem coi. Em ơi, có một sự thật em không biết, đó chính là chị từng chơi map này rồi. Mấy bạn ơi, Ca Mui đã từng chơi cái map đào ngọc đại dương này rồi. Hồi chết rồi, vậy là Ca Mui có kinh nghiệm hơn mình, chắc chắn Ca Mui sẽ giành chiến thắng. Ồ không được, không được. Mình là đấng nam nhi, mình không thể nào để thua con gái được, mấy bạn hiểu không? Trời ơi trời. Rồi mình phải đào thật là nhiều vô. Đào cỡ 30 cục đi ha. Rồi chúng ta sẽ chế tạo đồ. Nhưng mà nam nhi mà thắng con gái là người ta gọi là không biết nhường con gái đó. Ủa kỳ vậy? Vậy đó cuộc bây giờ phải làm như thế nào? Trời ơi trời, mấy bạn ơi thiệt khổ ghê luôn các bạn. Con trai á, khi mà gọi là chơi thua con gái á, thì ta bảo rằng là ôi liêu liêu cái đồ thua con gái, mà chơi thắng con gái á, thì ta lại kiểu là ôi cái đồ không biết nhường con gái. Bây giờ không biết phải làm sao để sống vừa lòng người ta nữa trời. Thôi kệ luôn đi, nói chung là chơi này là thi đấu mà, mình phải chiến thắng, hiểu không? Đây mình sẽ đổi ra ba cục kim cương nè. Trời ơi, thắng làm sao được rồi. Chị lên, em lên được cúp gì rồi nè? Em lên được cúp đá rồi nè. Đó, cúp đá rồi nha. Chị lên cúp sắt rồi nè. Ôi trời, cái gì nhanh vậy? Ủa, phải đào nhanh lên các bạn ơi. Từ nãy giờ gì chị Ca Mui chơi hack hả? Trời ơi, từ nãy giờ em lo em đứng em nói chuyện với mấy bạn fan, cho nên là em không tập trung em đào thôi. Đào nè. Trời ơi, cố lên bạn ơi. Đào nè. Mình nhất định phải giành chiến thắng, mình không thể nào thua được. Không thể nào thua được. Phong ơi, sao chị? Phong ơi, tự nhiên cúp của chị nó lên màu vàng em ạ. Lên cúp vàng luôn hả? Trời ơi, chết tôi rồi. Phải nhanh lên mới được. Rồi mới được có 4 viên kim cương hay ta. Ok, đổi 4 viên kim cương nè. Lên được cúp sắt đây nè. Mình lên được cúp sắt rồi các bạn ơi. Ok, Ca Mui cúp vàng rồi. Chết rồi, chị Ca Mui đã được cúp vàng các bạn ơi. Mình kỳ này phải nhanh mới được, không thôi là thua chị đó luôn á. Đào nè. Ôi trời. Làm cái cây cúp sắt có dùng kỹ năng được không ta? Rồi mình thử coi. Chưa vàng mới được nha. Ôi được rồi nè. Được rồi chị ơi. Tại chị không biết dùng thôi. Được rồi hả? Đúng rồi, cái cúp sắt là mình có thể dùng kỹ năng đào một lần được nhiều cục nè. Đó, đào một lần là được nhiều cục nè. Em ơi, chị cũng chả biết tại sao nhưng tự nhiên cúp của chị nó biến lên mà thành màu xanh rồi em ạ. Cúp màu xanh quá. Cúp màu xanh là cúp kim cương luôn hả? Trời ơi, chị Ca Mui này, chị lớn rồi. À không, đúng rồi bạn ơi, nếu như mà chị Ca Mui bảo rằng là con trai không biết nhường con gái ấy, thì mình phải nói cái câu này nó mới hợp nè. Chị Ca Mui lớn rồi, chị Ca Mui lớn rồi mà chị Ca Mui không biết nhường trẻ con. Em nhỏ tuổi hơn chị mà chị phải nhường em mới đúng chứ. Ai là trẻ con? Ai là trẻ con? Các bạn ơi, có ai công nhận Phong là trẻ con không?
cả. Ủa chứ thôi, còn gì nữa? Ủa em chỉ cần em nhỏ tuổi hơn chị thôi là em là trẻ con rồi, chỉ cần nhỏ tuổi hơn chị là em coi như là em là trẻ con rồi, không có nói nhiều, không có nói nhiều. Ok, đổi kim cương rồi nè, mình đã lên được cúp vàng rồi đó bạn ơi, lên cúp vàng nè. À ok bạn, trong video mà mình có nói nhiều quá thì mong mấy bạn thông cảm cho mình nha, bởi vì là vốn dĩ cái tính của mình đã nói nhiều như vậy rồi. À, nói chung là mình nói nhiều bởi vì là mình quay clip mình muốn nó vui hơn cho nên mình nói nhiều thôi, chứ đâu có ai mà đi quay clip mà cứ im lặng hoài thì kỳ lắm đúng không? À, cho nên là mình phải nói nhiều cho nên mấy bạn thông cảm cho mình nha. À, ủa các bạn fan không thích em nói nhiều hả? Đúng rồi, có nhiều ông á, cứ vô trong video của em bảo rằng là trời ơi cái thằng Phong Cận này nó nói nhiều ơi là nhiều luôn, nó nói chuyện như bà Tám vậy đó. Trong khi đó em là YouTuber mà, em là YouTuber thì em phải nói nhiều là đúng rồi đúng không chị? Vậy mà người ta cứ đi ta bảo em là bà Tám hoài. Kỳ cục. Ủa, thế trả bù cho chị, trời ơi chị nói bao nhiêu cũng không đủ nữa đâu mà. Bạn fan, các bạn fan là chị nói nhiều lên, chị nói ít quá trời đất ơi. Mình cũng kiểu ngồi gì kỳ vậy. Tôi nói nhiều lắm rồi mà ta. Tính ra nha, là làm YouTuber á, cái quan trọng nhất chính là cách giao tiếp để cho người xem người ta coi ta thấy hay. Mà đằng này mấy ổng cứ kêu em là đừng có nói nhiều. Đừng nói nhiều thì làm sao mà làm video hay được, đúng không? Đúng không mấy bạn? Mấy đúng bạn công rồi, nhận đúng với rồi, mình đúng không? Rồi, rồi. Trời ơi, ok rồi, để lên coi lên được cúp kim cương cho ta. À, ơi lên được cúp kim cương rồi nè. Yeah, lên được cúp kim cương rồi các bạn ơi. Wow, lên được cái cúp lục bảo luôn rồi. Em sẽ không biết chị lên được cái gì rồi đâu. Chị lên được gì rồi? Cầu vòng rồi. Gì? Cúp cầu vòng luôn á? Trời nhanh vậy. Trời em với chị ơi, chị lớn rồi chị chơi không biết nhường con nít chị. chị vẫn nhường mà, chị có phải không nhường đâu. Rồi, mình đã lên được gọi là cúp hỗn loạn các bạn ơi. Sau đó lên được gọi là cúp đại dương nè. Rồi lên được cúp bóng đêm. Ồ, cúp bóng đêm rồi. Không biết cái cúp bóng đêm này mạnh không ta, để mình đào thử nha. Bùm. Ui, hơi bị mạnh nha, đào một lần được nguyên một cái lỗ to đùng luôn. Wow, được. À, tính ra mình cũng nhanh mà đâu phải mình chậm đâu các bạn. Ok, tiếp nha. Bùm. À, quá trời luôn. Cái gì mà chị Cam Mui cười nghe vàng quá vậy? Không có gì, có gì đâu, làm gì có gì đâu, nãy giờ làm gì có gì đâu. Mình nghe tiếng chị Ca Mui cười, mình cảm giác giống như là chị Ca Mui gọi là đang tính toán một cái gì đó rất là nguy hiểm trong đầu các bạn ơi. À, không mình lên được cúp cầu vòng luôn nãy rồi giờ nè. Ca Mui cười rất là dễ thương. Dễ thương nhưng mà dễ thương, nghe thấy ghê hết một. À, mình đã lên được cúp cầu vòng rồi các bạn ơi, nhìn nè, đó, cúp cầu vòng rồi nha. Trời ơi, em đâu có thua chị Ca Mui đâu, lên được cúp cầu vòng rồi nè, đào nè. Người ta lên được thủy vương rồi vẫn còn để cầu vòng. Ủa, còn nữa hả? Còn. Ủa kỳ vậy, vẫn còn nữa hả? Có thủy vương cơ. Ủa đâu, đem chơi thử coi, cái cúp cuối cùng là cái cúp gì ta? Là cái cúp dành cho gọi là, đúng rồi, thủy vương thủy tề á. Ồ, cái cúp thủy vương này cần có gọi là một cái cuốc đại dương với lại một cái cuốc bóng đêm nữa thì mới được. Trời ơi, gì kỳ vậy, nhiều vậy. Ok rồi, mình sẽ chế thêm hai cái cuốc này nữa nha. Chế nè. Cúp hỗn loạn nè. Rồi, cúp đại dương nè. Đó, đây mấy bạn ơi, đây chính là cái cúp thủy vương nè. Đó, để mình chế thử nha. Wow, cái cúp này nhìn ngầu quá bạn ơi. Nhìn nó có mấy cái viên ngọc ở phía trên, nhìn y hệt như cái găng tay Thanos luôn bạn ơi. Ok, để mình đào thử bằng cái cúp này coi nó có mạnh không nha. Để mình ra một cái bức tường này đi, mình đào thử bức tường này ra coi. Bùm. Ui, cũng khá là mạnh các bạn ơi, đào được nhiều hơn cả cúp cầu vòng luôn. Wow. Rồi để mình lụm nha. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ tập trung nè, để mình đi mình đào thật là nhiều kim cương luôn, rồi mình sẽ chế tạo vũ khí và giáp để mình chiến đấu với chị Ca Mui nha. Ok, còn khúc này thì mình nghĩ rằng mình sẽ tua nhanh video nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tua nhanh video để gọi là tránh mất thời gian của mấy bạn nha các bạn. Ok. 1 hour later. Ok bạn ơi, mình đã chế được tới lượt giáp kim cương rồi nè. Giáp kim cương. Ok, xong rồi kỳ này là mình mạnh rồi. Rồi, hợp lý quá. Ok, bây giờ mình sẽ mặc giáp kim cương vô này nha. Sau đó mình lấy súng, lấy kiếm nè, lấy cúp. Rồi mình sẽ lấy thêm thức ăn ra nữa. Rồi ok bạn, bây giờ tới lượt hành trình chiến đấu với chị Ca Mui của chúng ta nè. Bây giờ mình sẽ ăn thịt gà vô. Gãy to rồi. Ăn bánh mì vô. Rồi, ăn thêm hamburger vô. Rồi sau đó là ăn thêm khoai tây chiên vô. Ok chị bạn ơi. Chị thế, béo chết bây giờ. Này thì ăn, này thì ăn. Ê, từ từ. Này thì ăn. Từ từ chị. Ăn đi. Chị Ca Mui, chị Ca Mui. Chị Ca Mui.
Ủa sao bắn trượt hoài ta? Sao bắn trượt hoài ta? Ủa chị ca mui nè. Ôi, ok mình đã giết được chị ca mui các bạn ơi. Mình sang bánh mì hồi máu vô. Ra đây. Ok. Ra đây. Có ngon ra đây. Alo. Ra nè, ra nè, ra nè, ra nè. À trên nấp hả, trên nấp hả, trên nấp hả. Sao bắn trượt hoài nè? Nấp nè. Chúng rồi, chúng rồi. Chơi nấp nè, chơi nấp nè, chơi nấp nè. Chơi nấp nè, chơi nấp nè, chị ca mui chơi nấp mấy bạn ơi, chị ca mui chơi kỳ quá, lớn cái chơi nấp chị. Chơi nấp. Ê. Chị đó. Ôi. Chị ca mui, chị mui, chị ca mui, chị ca mui nè. Rồi bạn ơi. Chị cái. Trời ơi, mình chạy về tới nhà rồi mình vẫn bị bà bắn cho bằng được. Trời ơi trời, không được không được. Mình sẽ lấy lắp kim cương mình tẩu thoát các bạn ơi. Tẩu thoát. Ai, mấy bạn ơi, mình sẽ làm một cái chiến thuật như thế này là mình sẽ đào từ trên đây. Ủa mình sao đánh. Mình nghe tiếng. Ủa sao mình nghe cái tiếng? Ca mui ơi, chị qua nhà em đi, em có điều này bất ngờ cho chị nè. Ủa, em ở đâu ta? Qua đây đi, trời ơi, có điều bất ngờ nè, qua nhà em, qua nhà em. Nè. Nè, cái đầu xanh mày. Chơi vậy luôn. Ê, 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 trời, mình bị phát hiện rồi, Chết nè. Chết nè. Ba điểm rồi nha. À, khoan nè, em nói nha. Người nào đạt được 10 điểm là chiến thắng đó nha. Em được 3 điểm rồi đó, chị Ca Mui mới được có 1 điểm thôi. Kỳ okay, này okay, mình thắng rồi okay, bạn ơi. Okay. Mình đã hóa giải được lời nguyện bạn ơi. Mấy lần mình chơi game chúng Ca Mui mình tặng. Hóa giải. Hóa giải. Bây giờ là chơi solo bằng kiếm này chơi không? Chơi. Ok, chơi bằng kiếm nha. Ôi mấy bạn ơi, mình phải chiến thắng để mình hóa giải được lời nguyện các bạn ơi, chứ mình chơi game này mình toàn thua chị Ca Mui của mình không à. Rồi, tưởng là làm chị ra là muốn làm gì thì làm hả? Lại đây. Ca Mui. Đây lại đây chơi kiếm, chơi kiếm chết rồi cưng ơi. Cưng chọn kiếm là sai lầm rồi. À, tức quá mà. Trời ơi mấy bạn có biết không? Người ta thường nói là làm chị khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Với em bé nhỏ phải người lớn cơ. Đó, khi em bé ngã chị phải đỡ đầy hiểu không? Còn đằng này là bà đi bà cầm kiếm bà giết mình luôn. Bà này kỳ thiệt sự luôn á. Chị Ca Mui, chị Ca Mui nè. À, 4 mạng rồi nha. Em đã biến thành Zoro rồi chị ơi. Bây giờ em không còn là thằng Phong cùi bắp của ngày xưa nữa. Em đã biến thành Zoro rồi chị hiểu không? Qua đây. Đấu kiếm đi. Đâu. Hãy xem sức mạnh của vua gì ta? Người ta gọi là vua săn tiền thưởng. Dạ. Chị Ca Mui nè, chị Ca Mui nè. Tính chém em hả? Ôi. Chém đi. Chạy. Chạy đâu rồi? Chạy. Thấy trả thù người ta chưa? Bốn đều rồi bạn ơi. Thấy trả thù không? Hello. Cái con quái vật nó lại quýnh em nè. Mày quýnh tao hả? Ê. Mày hả robot? Cười nè. Ôi đi kìa. Ai biểu chị nước quá chị? Bảo chơi kiếm mà đi chơi súng kỳ hết sức. Thích đó được không? Ai biểu chị nướp chi, chị bị em lừa. Chị đâu rồi? Chị biết em đâu rồi, chị sẽ đi theo cái con. Biết ngay mà. À chết đi. Chạy. Chết là cái chắc. Yeah. Ơi, sao lần nào mình chạy mình cũng bị cái con quái vật nó bắn chết vậy ta? Ok, mình sẽ ăn khoai tây vô nè. Rồi, ăn gà quay vô. Ok, bây giờ mình sẽ chơi một cái chiến thuật, chính là chiến thuật đặt lóc mà chạy. Chạy. Ok, chạy được rồi. Ủa, sao quá được? Nhanh. Quá nhanh còn lẹ. Ca Mui nè. 7 mạng rồi nha. Ha, mấy bạn ơi, còn 3 điểm nữa thôi là mình thắng rồi. Ok. 3 điểm nữa thôi. Ôi, robot. Ui, robot. Mày hả robot? Cái con robot này nó ghê quá bạn ơi, nó quýnh mình mất máu quá trời luôn. Mình ăn bánh mì hồi máu vô mới được. Ok, rồi. Hồi máu rồi. Ok, rồi. Chơi bắn lén hả? Ok, 8 điểm rồi nha. 8 điểm mấy bạn ơi. Mình sắp chiến thắng rồi. Mừng quá. Ê, vậy. Chị Ca Mui nè, chị tưởng là em không dùng kiếm được hả? Qua đây, có giỏi qua đây. Đây. Giỏi qua đây.
chị ngon, chị chạy lại đây chỗ em trước đi. Ê da, ê da, ê da, ê da, chị ơi, chị dùng súng vậy? Khóa lại, khóa lại, chị lại, chị lại. Chị ai biết gì đâu? Chết rồi. Chị ai biết gì đâu? Ủa đâu ai biết gì đâu? Ủa gì vậy, gì vậy? À, ai vậy? Dạ. Chị ai biết gì đâu? Chơi gì kỳ vậy? Đừng quá bạn ơi, mình đã đặt lóc mình trốn mà bả vẫn phát hiện ra, thiệt luôn á, khó ghê á trời. Ok, lần này mình phải chiến thắng các bạn ơi, còn có 2 điểm nữa thôi, mình không thể nào để thua được. Ê, từ từ chị cá muối, từ từ để tí. Cá muối nè. Ôi, chết rồi. Một điểm cuối cùng, chị ráng mà giữ mạng đi, không thôi là em giết chị đó. Ok bạn ơi, bây giờ chính là trận chiến sinh tử thật sự. Nếu như lần này mình thua nữa là chị cá muối sẽ đạt được 7 điểm. Và sơ suất chị cá muối sẽ chiến thắng đó chính là khoảng 80%. Mà nếu như mình thắng trận này nữa thì mình sẽ chiến thắng 100% luôn. Đó, mình chỉ còn 1 điểm nữa thôi các bạn ơi. Không thể nào để thua chị cá muối mãi được. Mấy bạn cứ chơi mình nướp hơn chị cá muối ở cái game này, mình không thể nào để thua được, các bạn hiểu không? Cá muối đâu rồi? Kim, bên kia, thấy cá muối rồi, Ơi, robot, tránh xa tao ra, robot. Con robot này, đi ra coi. Con robot nó kỳ quá bạn ơi, tự nhiên lại quýnh mình. Ok rồi, chuẩn bị nha. Một lần duy nhất. Tiến lên. Ủa, cá muối đâu rồi? Cá muối đâu? Ủa, cá muối đâu rồi? Ủa, sao đây nhiều? Ây da, Ủa, cá muối đâu rồi? Ủa, kỳ vậy bạn ơi? Ủa, kỳ mình chạy vô nhà chị cá muối, sao mình không thấy chị cá muối đâu hết vậy? Ủa, kỳ Chơi núp chạy. Ai chơi núp đâu? Biến mất. Chị giết em luôn á, chứ không phải là robot giết em đâu nha. Biến mất nè. À, chị núp trên đây đúng không? Yeah. Ok bạn ơi, mình đã giành được chiến thắng rồi. Cuối cùng thì trong cuộc đời của mình cũng đã được một lần chiến thắng chị ca mui ở cái game này. Cảm động muốn khóc luôn mấy bạn ơi. Mấy bạn xem nè, những giọt nước mắt của mình đang rơi xuống nè. Trời ơi. Nhường thôi, thấy em mình gọi là thua nhiều quá là thấy tội nè, nhường thôi. Xạo. Ok bạn ơi, thì coi như là trận này mình đã chiến thắng được chị ca mui rồi. Thì mấy bạn thấy mình chơi cái game này trong trận này mình có ghê không? Ồ, quá ghê luôn đúng không? Mình quá pro luôn. Đó, vậy là coi như trận này mình đã chiến thắng được chị gái của mình rồi. Ok, và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của chị gái của mình chính là Ca Mui TV để đăng ký họ cho chị Ca Mui nha. Và cũng đừng quên là qua bên kênh của các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho các thành viên của Hero Team đó nha mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, tạm biệt. Yêu anh em, phải rồi.